đây vừa chống nước vừa dùng pin trên thị trường bán đầy. Vậy tại sao DA6 lại được nhiều người lựa chọn? Các bác để em chỉ cho nhá. Đầu tiên, camera chạy bằng pin thì rất nhiều, nhưng DA6 lại nổi bật hơn các dòng camera khác ở thời lượng pin lên tới 30 ngày. Trang bị viên pin 10.400 mAh. DA6 có khả năng hỗ trợ ghi hình hoạt động lên tới 30 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra còn được tích hợp sử dụng pin năng lượng mặt trời, đảm bảo cho camera hoạt động trong thời gian dài mà không gặp trục trặc do thiếu năng lượng. Chưa hết, ngoài những ưu điểm trên thì để đảm bảo chức năng của một camera ngoài trời, DA6 còn được trang bị công nghệ chống nước IP67 tiêu chuẩn, cân bọn bụi bẩn, thời tiết nắng mưa thất thường, sẽ mang lại cho các bác trải nghiệm tuyệt vời. Vậy, với những ưu điểm vừa nói trên, DA6 hoàn toàn xứng đáng trở thành một camera an ninh ngoài trời dành cho ngôi nhà của các bác. Có thể ứng dụng mọi vị trí từ trong nhà tới ngoài vườn, từ vườn tường.